Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin khuyến học số 38 của tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học. Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã thăm hỏi và chúc mừng các y bác sĩ, cán bộ nhân viên ngành y tế tại các đơn vị như Bộ Y tế, Tổng hội Y học Việt Nam và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương. Lãnh đạo hội đã trao đổi về vai trò quan trọng của ngành y trong xã hội. Cùng với đó, Hội Khuyến học Việt Nam đã trao bằng khen cho Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji vì những đóng góp xuất sắc của họ trong phong trào khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Ngoài ra, hội cũng tổ chức trao học bổng Học không bao giờ cùng cho các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Bình Thuận, Nam Định và Đồng Tháp. Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 9 khóa 4 và Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái nhận huân chương Lao động hạng 3. Các hoạt động này đã lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi. Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã đến thăm hỏi chúc mừng các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên ngành y tế tại Bộ Y tế, Tổng hội Y học Việt Nam và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Ngày 27 tháng 2, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Đoàn, nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, nguyên phó chủ tịch nước, chủ tịch hội khuyến học Việt Nam và bà Phạm Thị Hoè, phó chủ tịch trung ương hội khuyến học Việt Nam đã đến chúc mừng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương và tổng hội y học Việt Nam. Thay mặt trung ương hội khuyến học Việt Nam, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Đoàn chúc các chuyên viên, bác sĩ, thầy thuốc của hai đơn vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc, chúc sự nghiệp y học ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân đồng thời bày tỏ mong muốn hai đơn vị tiếp tục đồng hành, phối hợp với Hội khuyến học Việt Nam để phục vụ nhân dân cùng nhau học tập, mỗi người trở thành những công dân học tập và thực hiện tốt phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Trước đó, ngày 26 tháng 2, đoàn công tác của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam do Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Lê Minh Hùng làm trường đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ Y tế nhân ngày thầy thuốc Việt Nam và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các lãnh đạo Bộ Y tế và các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, các nhân viên y tế những người đã và đang công tác trong ngành y tế của cả nước. Ngày 28 tháng 2, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tổ chức lễ trao bằng khen tặng tập thể, cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2023. Ngày 28 tháng 2, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cho quyết định tặng bằng khen cho tập thể cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng sâu hội học tập giai đoạn 2021-2023. Tham dự buổi trao bằng khen, về phía Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên phó chủ tịch nước, chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng các phó chủ tịch và các đồng chí trong thường trực Trung ương Hội. Về phía công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji có ông Dương Anh Tuấn, phó tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Tuyết, giám đốc khối nguồn nhân lực cùng các chuyên viên của công ty. Phát biểu tại sự kiện, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã đánh giá cao những đóng góp của tập đoàn Doji trong công tác khuyến học, khuyến tài, đặc biệt là việc trao học bổng giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan cũng chia sẻ về việc thực hiện đề án xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030, đề nghị công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji luôn quan tâm đến sự học của nhân sự, hàng năm giao chỉ tiêu liên quan đến chương trình học tập để trình độ các nhân sự được nâng lên, để các nhân sự của doanh nghiệp trở thành những công dân học tập có phần xây dựng xã hội học tập tại Việt Nam và mong muốn công ty tăng cường hơn nữa việc hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ông Dương Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, đồng thời tiếp tục tăng cường các hoạt động khuyến học, khuyến tài cùng với việc sản xuất, kinh doanh, tăng cường hợp tác trực tiếp với Hội Khuyến học Việt Nam trong thời gian tới. Hội khuyến học tỉnh Bình Thuận và Hội khuyến học tỉnh Nam Định tổ chức trao học bổng học không bao giờ cùng, tặng học sinh sinh viên vượt khó hiếu học năm học 2023-2024. Tại Bình Thuận, 100 suất học bổng học không bao giờ cùng trị giá 1 triệu đồng mỗi suất đã được trao cho học sinh tại thành phố Phan Thiết, kinh phí được tài trợ bởi Quỹ khuyến học Việt Nam và Hội khuyến học Việt Nam. Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam, Tiến sĩ Trương Thị Hiền khuyến khích các học sinh nhân học bổng này tiếp tục nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích trong xã hội, Bà cũng kêu gọi sự hỗ trợ và lãnh đạo từ các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác để thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài và chăm lo cho các học sinh còn gặp khó khăn, tuân thủ phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Tại Nam Định, 200 suất học bổng học không bao giờ cùng, trong đó có 50 suất dành cho con của cán bộ, chiến sĩ trong bộ đội biên phòng Nam Định và 150 suất cho học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi ở các xã, thị trấn biên giới biển của huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và 35 năm ngày biên phòng toàn dân, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Nam Định ông Nguyễn Phú Hậu mong muốn các học sinh và sinh viên nhận được học bổng tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn phần đầu hướng tới rèn luyện đạo đức, học tập và cuộc sống hàng ngày. Ông kêu gọi những học sinh sinh viên tiếp thu phương pháp học tập mới, áp dụng kiến thức vào thực tế, đồng thời đóng góp vào việc bảo vệ an ninh biên giới biển và phát triển quê hương và đất nước. Hội khuyến học tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình trao học bổng gương sáng hiếu học, tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn Nguyễn Quốc Duy và sinh viên Đinh Kiến Tường. Học sinh Nguyễn Quốc Duy được Hội khuyến học tỉnh Đồng Tháp trao 12 triệu đồng học bổng gương sáng hiếu học do chi hội khuyến học chùa Bửu An, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10 tài trợ. Bên cạnh đó, Quốc Duy còn được học bổng từ các cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm. Tổng số tiền nam sinh nhận được đợt này là 64 triệu đồng. Nguyễn Quốc Duy đang học lớp 12 trường Trung học phổ thông Tháp 10. Duy hiện ở với ông bà ngoại đã lớn tuổi, không có dụng đất canh tác, kinh tế khó khăn. Bản thân Duy luôn cố gắng học tập và rèn luyện, mong muốn bước tiếp và ngưỡng cửa đại học. Sinh viên đinh kiến trường đã được hội khuyến học tỉnh Đồng Tháp trao 12 triệu đồng học bổng gương sáng hiếu học, kinh phí do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Đồng Tháp tài trợ. Bên cạnh đó, kiến Trường còn nhận được các phần quà bao gồm máy tính sách tay, vở, gạo và các tiền của các đơn vị tổ chức các nhà tài trợ, tổng trị giá khoảng 44 triệu đồng. Đinh Kiến Tường đang học ngành kiến trúc tại trường cao đẳng Sài Gòn. Kinh tế gia đình khó khăn, mẹ của Tường làm công nhân nuôi ba con ăn học. Ngoài giờ, nam sinh đi làm thêm kiếm tiền trang trải, chi phí học tập và sinh hoạt hàng ngày. Thông qua những suất học bổng và phần quà hỗ trợ, Hội khuyến học tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị tổ chức mong muốn các em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện, phát triển bản thân, trở thành công dân tốt. Hội khuyến học tỉnh Điện Biên đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 9 khóa 4 vào ngày 26 tháng 2 để tổng kết công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong năm 2023 cũng như triển khai nhiệm vụ cho năm 2024. Năm 2023, tổng số hội viên hội khuyến học ở tỉnh Điện Biên đạt 171.598, tăng 1.116 so với năm 2022, chiếm tỷ lệ 26,81% so với dân số toàn tỉnh. Hội khuyến học tỉnh Điện Biên đã tham mưu và phối hợp với cấp ủy chính quyền để thực hiện các quyết định, chỉ thị và kế hoạch của Trung ương và tỉnh Điện Biên về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, các hoạt động tuyên truyền, xây dựng quỹ khuyến học, xây dựng mô hình gia đình học tập và công dân học tập và các hoạt động khuyến học, khuyến tài đã được thực hiện tích cực. Trong năm 2024, các cấp hội khuyến học sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và phối hợp với các tổ chức liên quan để đạt được mục tiêu cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đặc biệt, hội sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng và tổ chức các hoạt động giao bàn, trao đổi kinh nghiệm. Tại hội nghị, lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh Điện Biên đã trao bằng khen và cờ thi đua của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài năm 2023. Tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, Hội khuyến học tỉnh Yên Bái đã được trao huân chương lao động hạng 3 vì đã có những đóng góp xuất sắc trong việc thúc đẩy công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Trong giai đoạn 2018-2022, Hội khuyến học tỉnh Yên Bái đã phát triển mạnh mẽ với việc tập trung và củng cố và kiện toàn tổ chức từ cấp hội đến cơ sở, triển khai thực hiện đạt các mục tiêu của đề án xây dựng xã hội học tập và chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trong giai đoạn 2021-2030, xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030 công tác thông tin tuyên truyền cũng được thúc đẩy mạnh mẽ giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập đáng chú ý là tăng cường hoạt động xây dựng các mô hình học tập cũng như việc hỗ trợ kinh phí quà hiện vật khen thưởng động viên khích lệ phong trào học tập của học sinh sinh viên người lao động điều này góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục ở tỉnh yên bái chúng tôi liên tục cập nhật các thông tin về công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên tạp chí điện tử công dân và khuyến học kính mời quý vị quan tâm theo dõi bản tin hôm nay xin dừng lại tại đây hẹn gặp lại quý vị ở bản tin khuyến học tiếp theo xin cảm ơn và kính chào tạm biệt